Mến chào các quý vị khán giả thân yêu của chương trình Thời sự 365. Thùy Trâm rất vui khi luôn được đồng hành cùng quý vị trong các bản tin thời sự tổng hợp mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chương trình. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh, đồng thời bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức hấp dẫn nhất hàng ngày. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng tới với những nội dung đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Việt Nam ghi nhận 13.063 ca mắc mới với 7.160 ca trong cộng đồng. Bộ Y tế công bố thêm 148 ca tử vong. Covid-19 tại Hà Nội, thêm 272 F0, hơn 38.000 trẻ lớp 9 tiêm vaccine. Đà Nẵng thêm 66 ca Covid-19, lên kế hoạch cho sinh viên học trực tiếp. Bộ Y tế sẽ cử chuyên gia hỗ trợ Thanh Hóa trong công tác tiêm chủng. Cựu trưởng Quỹ Ngân hàng lĩnh án chung thân vì chiếm đoạt hơn 74 tỷ đồng. Việt Nam ghi nhận 13.063 ca mắc mới với 7.160 ca cộng đồng. Bộ Y tế công bố thêm 148 ca tử vong. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết, số bệnh nhân tử vong từ 17 giờ 30 phút ngày 26 tháng 11 đến nay ghi nhận 148 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 65 ca, Tây Ninh 11 ca, Bình Dương 11 ca, An Giang 9 ca, Long An, Tiền Giang, Bạc Liêu 7 ca, Bình Thuận 5 ca, Cần Thơ 5 ca, Sóc Trăng 4 ca, Khánh Hòa 3 ca, Đồng Nai 3 ca, Đồng Tháp 3 ca, Bình Phước 2 ca, Hà Giang 1 ca, Lạng Sơn 1 ca, Đắk Lắk 1 ca và Hậu Giang 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 144 ca một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 24.692 ca, chiếm tỷ lệ 2,1% so với tổng số ca nhiễm, cao hơn trung bình của thế giới là 0,1%. Tổng số ca tử vong xếp thứ 34 trên 234 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 10 trên 49 quốc gia, xếp thứ 5 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ, xếp thứ 6 ASEAN. Về số ca mắc mới tính từ 16 giờ ngày 26 tháng 11 đến nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.063 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 13.048 ca ghi nhận trong nước, giảm 46 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh thành phố, có 7.160 ca cộng đồng. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh là 1.773 ca, Cần Thơ 954 ca, Bình Dương 716 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 697 ca, Tây Ninh 672 ca, Đồng Tháp 604 ca, Bạc Liêu 574 ca, Đồng Nai 567 ca, Bình Thuận 562 ca, Vĩnh Long 539 ca, Sóc Trăng 449 ca, Kiên Giang 427 ca, Cà Mau 422 ca, Trà Vinh 328 ca, An Giang 324 ca, Hà Nội 310 ca, Hậu Giang 287 ca, Bến Tre 265 ca, Khánh Hòa 239 ca, Bình Định 197 ca, Hà Giang 165 ca, Lâm Đồng 159 ca, Bình Phước 139 ca, Bắc Ninh 137 ca, Nghệ An 124 ca, Tiền Giang 121 ca, Long An 109 ca, Gia Lai 109 ca, Thừa Thiên Huế 106 ca, Vĩnh Phúc 104 ca, Đắk Nông 85 ca, Đà Nẵng 66 ca, Hòa Bình 60 ca, Quảng Nam 59 ca, Quảng Ngãi 56 ca, Thanh Hóa 55 ca, Thái Nguyên 54 ca, Ninh Thuận 46 ca, Hải Dương 39 ca, Phú Yên 36 ca, Phú Thọ 33 ca, Thái Bình 32 ca, Tuyên Quang 29 ca, Nam Định 29 ca, Lạng Sơn 28 ca, Quảng Bình 27 ca, Quảng Trị 24 ca, Hưng Yên 22 ca, Hải Phòng 22 ca, Quảng Ninh 15 ca, Cao Bằng 10 ca, Điện Biên 9 ca, Bắc Giang 9 ca, Hà Tĩnh 8 ca, Sơn La 4 ca, Bắc Cạn 4 ca, Yên Bái 3 ca, Kon Tum 2 ca, Hà Nam 2 ca, Lào Cai 1 ca. Trong ngày 27 tháng 11 năm 2021, Sở Y tế Tây Ninh đăng ký bổ sung thông tin trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 cho 3.004 ca nhiễm tại Tây Ninh đã được lấy mẫu từ những ngày trước đó sau khi rà soát đầy đủ thông tin. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 11.667 ca trên ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.197.404 ca nhiễm,
đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 12.151 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.192.200 ca, trong đó có 954.107 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Yên Bái, Bắc Cạn và Lai Châu. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh 465.953 ca, Bình Dương 280.203 ca, Đồng Nai 85.631 ca, Long An 37.938 ca, Tiền Giang 24.483 ca. Về điều trị, trong ngày có 1.668 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 956.924 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.383 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 3.458 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.222 ca, thở máy không xâm lấn 109 ca, thở máy xâm lấn 584 ca, ECMO 10 ca. Về tiêm chủng, trong ngày 26 tháng 11, có 1.359.412 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 117.691.092 liều, trong đó tiêm một mũi là 69.309.495 liều, tiêm mũi hai là 48.381.597 liều. Trong ngày, Việt Nam tiếp nhận hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer do Mỹ tài trợ. Đến nay, Mỹ đã trao tặng hơn 18 triệu liều vaccine thông qua cơ chế COVAX nhằm hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19. COVID-19 tại Hà Nội, thêm 272 F0, hơn 38.000 trẻ lớp 9 tiêm vaccine. Thưa quý vị, theo Sở Y tế Hà Nội, trong số 272 ca bệnh ghi nhận hôm nay, có 146 ca cộng đồng, 88 tại khu cách ly, 38 ca tại khu phong tỏa. 272 F0 phân bố tại 27 trên 30 quận huyện, Đống Đa 71 ca, Đông Anh 26 ca, Bắc Từ Liêm 19 ca, Chương Mỹ Cầu Giấy 14 ca, Tây Hồ 12 ca, Quốc Oai Thanh Xuân 10 ca, Sóc Sơn Hà Đông 9 ca, Nam Từ Liêm Long Biên Thanh Trì 8 ca, Thanh Oai 7 ca, Gia Lâm 6 ca, Mê Linh Thường Tín Hoàn Kiếm 5 ca, Hoài Đức Ba Đình Hai Bà Trưng Hoàng Mai 4 ca, Thạch Thất Phú Xuyên 3 ca, Mỹ Đức 2 ca, Đan Phượng Đống Đa 1 ca. Phân bố 272 ca theo chùm ca bệnh ổ dịch. Ho sốt thứ phát 195 ca, sàng lọc ho sốt 51 ca, ổ dịch Phú Đô Nam Từ Liêm 8 ca, liên quan các tỉnh có dịch 8 ca, ổ dịch kho hàng Shopee khu công nghiệp Đài Tư 3 ca, ổ dịch Yên Nội Đồng Quang 2 ca, liên quan các tỉnh có dịch thứ phát 2 ca, ổ dịch La Thành Giảng Võ 1 ca, ổ dịch Chợ Ninh Hiệp Gia Lâm 1 ca, ổ dịch thôn mới Tốt Động 1 ca. Phân bố 146 ca cộng đồng theo chùm, ho sốt thứ phát 95 ca, sàng lọc ho sốt 48 ca, liên quan các tỉnh có dịch 2 ca, liên quan các tỉnh có dịch thứ phát 1 ca. Phân bố 146 ca cộng đồng theo quận huyện, Đống Đa 29 ca, Đông Anh 25 ca, Bắc Từ Liêm 15 ca, Thanh Xuân 9 ca, Sóc Sơn 8 ca, Tây Hồ 7 ca, Thanh Trì Cầu Giấy 6 ca, Gia Lâm Hoàn Kiếm 5 ca, Quốc Oai 4 ca, Long Biên Hà Đông Thạch Thất Mê Linh 3 ca, Hoài Đức Mỹ Đức Chương Mỹ Thường Tín 2 ca, Ba Đình Thanh Oai Phú Xuyên Đống Đa, Hai Bà Trưng Đan Phượng Hoàng Mai 1 ca. Cộng dồn xếp không tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 là 9.368 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 3.602 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 5.766 ca. Ngày 27 tháng 11, thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 14 tuổi. Kết quả tiêm được 38.233 mũi tiêm, sử dụng 38.964 liều vaccine. Kết quả tiêm cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi, trong ngày tiêm được 11.466 mũi tiêm. Cộng dồn tới 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11, toàn thành phố tiêm được 277.747 mũi tiêm, sử dụng 276.816 liều vaccine. Đà Nẵng thêm 66 ca COVID-19, lên kế hoạch cho sinh viên học trực tiếp.
Thưa quý vị, chiều ngày 27 tháng 11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày thành phố ghi nhận 66 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó gồm 6 ca cách ly tập trung, 35 ca cách ly tại nhà, 3 ca trong khu phong tỏa, 1 ca tại chốt kiểm soát dịch và 21 ca cộng đồng. Trong 21 ca cộng đồng đáng chú ý có 1 ca đến Bệnh viện Bình Dân xét nghiệm, test nhanh dương tính, có đến đám tang ở số 33 Nhân Hòa 21 có F0 TP thuộc chuỗi lây nhiễm D. Các ca cộng đồng còn lại gồm 1 ca là nhân viên y tế Bệnh viện Ung Biếu lấy mẫu định kỳ, 3 ca đến phòng khám Thiện Nhân xét nghiệm, trong đó có 1 ca thuộc chuỗi công ty trách nhiệm hữu hạn Fujikura, 1 ca có triệu chứng đến Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu xét nghiệm, 3 ca đến Bệnh viện Hoàn Mỹ xét nghiệm, trong đó có 1 ca chưa xác định nguồn lây. 1 ca có triệu chứng đến trạm y tế phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu lấy mẫu xét nghiệm, 1 ca đến Bệnh viện Tâm trí xét nghiệm, 3 ca đến Bệnh viện 199 xét nghiệm, trong đó 1 ca chưa xác định nguồn lây. 3 ca làm ở công ty Việt Hoa được Bệnh viện 199 lấy mẫu tại công ty, 4 ca đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà xét nghiệm, trong đó có 3 ca tại chung cư Monachim. Các ca mắc trong ngày liên quan đến 18 nguồn lây có nguy cơ cao, trong đó đáng chú ý một số nguồn lây có số ca mắc nhiều như công ty Hữu Nghị 9 ca, liên quan ngoại tỉnh 7 ca, chuỗi LHGV 5 ca, chuỗi DVT 6 ca, công ty Việt Hoa 4 ca, 8 ca chưa xác định được nguồn lây. Đặc biệt có 48 trên 66 ca mắc trong ngày có khả năng lây nhiễm cho cộng đồng, tập trung ở một số địa phương như quận Thanh Khê 14 ca, quận Sơn Trà 13 ca, quận Liên Chiểu 10 ca, quận Cẩm Lệ 5 ca, quận Hải Châu 4 ca, quận Ngũ Hành Sơn 1 ca và huyện Hòa Vang 1 ca. Toàn Đà Nẵng đang thiết lập 163 khu vực phong tỏa với 1.213 hộ, 5.372 nhân khẩu, duy trì 17 cơ sở cách ly tập trung, thực hiện cách ly 1.067 người. Tính từ ngày 16 tháng 10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 884 ca mắc COVID-19, trong đó 96 ca về từ ngoại tỉnh. Cùng ngày, Đại học Đà Nẵng ban hành công văn gửi các trường thành viên kế hoạch tổ chức cho sinh viên đi học trực tiếp trở lại. Theo đó, đối với các trường tổ chức cho sinh viên, lưu học sinh, học viên, gọi chung là sinh viên học tập trung trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cụ thể, các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức cho sinh viên đến trường, bao gồm cả sinh viên đang ở các địa phương ngoài thành phố Đà Nẵng để tham gia thực hành thí nghiệm đồ án. Đối với khoa Y Dược, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh, có thể cho sinh viên đến trường học lý thuyết với lớp quy mô nhỏ, đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh. Trường Đại học Kinh tế tổ chức cho các lớp học lý thuyết tập trung đối với sinh viên năm nhất đang ở tại thành phố Đà Nẵng. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum sẽ thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh Kon Tum và các nội dung có liên quan của Đại học Đà Nẵng. Kế hoạch tổ chức học tập trung trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 xây dựng theo lộ trình phù hợp, bảo đảm công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19, ưu tiên tổ chức cho sinh viên thực hành, thí nghiệm đồ án để tốt nghiệp. Trong trường hợp sinh viên không thể đến trường học tập trung vì lý do khách quan, nhà trường có kế hoạch cho đăng ký bổ sung vào thời gian phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi học tập chính đáng. Cũng theo kế hoạch, tất cả các trường thành viên phải có phương án tổ chức học tập trung cho tất cả sinh viên ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong điều kiện bình thường mới. Cũng liên quan đến học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, từ ngày 29 tháng 11, thành phố dự kiến cho phép học sinh khối 10-11 đi học trở lại. Dựa vào tình hình dịch, vào đầu tháng 12, Sở đề xuất kế hoạch cho phép học sinh lớp 7 đến lớp 9 và lớp 1 đi học trở lại. Bộ Y tế sẽ cử chuyên gia hỗ trợ Thanh Hóa trong công tác tiêm chủng. Thưa quý vị, chiều ngày 26 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và ngành y tế địa phương liên quan đến sự cố tiêm vaccine tại điểm tiêm trên địa bàn huyện Nông Cống. Báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi tiếp nhận các trường hợp của sự cố tiêm chủng trên, bệnh viện đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xử trí cấp cứu. Hiện 11 bệnh nhân liên quan đến sự cố tiêm chủng vaccine có tình trạng sức khỏe tương đối ổn định, không phải thở oxy, không phải dùng thuốc vận mạch, đã vận động trở lại được, các xét nghiệm trong trạng thái bình thường. Các bệnh nhân có thể xuất viện trong vài ngày tới. Tỉnh đã tạm dừng tiêm lô vaccine này chờ kết quả đánh giá kiểm định. Với các lô vaccine khác cũng như các loại vaccine khác, tỉnh vẫn tiếp tục triển khai tiêm bình thường. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế chia sẻ với nhân thân gia đình có người tiêm tử vong trong sự cố đáng tiếc này, đồng thời đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của địa phương trong công tác tiêm chủng. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, trong công tác tiêm chủng, đặc biệt là tiêm vaccine phòng COVID-19, đến nay chưa gặp sự cố đáng tiếc như vừa qua tại Thanh Hóa. Do đó, tỉnh cần tiếp tục làm rõ nguyên nhân để rút kinh nghiệm, làm tốt hơn công tác tiêm chủng, đồng thời tiếp tục quán triệt ngành y tế tỉnh đẩy mạnh tiêm chủng, trong đó đảm bảo tuân thủ quy trình, hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế đã tập huấn.
Trong trường hợp tỉnh cần hỗ trợ thêm về chuyên gia để tập huấn trực tiếp về công tác tiêm chủng thì báo cáo Bộ Y tế để Bộ cử nhân lực hỗ trợ. Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Quản lý Khám chữa bệnh cùng các bệnh viện của Bộ lên kế hoạch cử đội chuyên gia vào hỗ trợ Thanh Hóa trong công tác tiêm chủng. Hiện tỷ lệ bao phủ mũi 1 của Thanh Hóa là gần 70%, vì thế tỉnh cần tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy nhanh việc tiêm vaccine để đạt tiến độ tiêm. Đồng thời, các cơ sở tiêm chủng cũng phải đảm bảo an toàn trong công tác tiêm chủng, nâng cao năng lực sơ cấp cứu người bệnh. Khi có một trường hợp nào phản ứng sau tiêm, sử dụng thuốc đều phải được xử trí theo đúng quy trình. Cựu trưởng quỹ ngân hàng lĩnh án chung thân vì chiếm đoạt hơn 74 tỷ đồng. Thưa quý vị, theo đó, AB Bank tham dự với vai trò là phía bị hại do hành vi lợi dụng trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bởi các bị cáo Trần Đình Đạt, nguyên trưởng quỹ phòng giao dịch nội bộ và giao dịch 3 thuộc chi nhánh Hà Nội, Phan Thanh Đăng, nguyên phó giám đốc chi nhánh Hà Nội, Nguyễn Kiều Hương, nguyên trưởng phòng dịch vụ nội bộ và giao dịch 3 chi nhánh Hà Nội, Phạm Công Thủy, cựu thủ quỹ phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt thuộc chi nhánh Hà Nội. Kết thúc phiên xử, tòa tuyên án các bị cáo Trần Đình Đạt lĩnh án tù chung thân với tội danh tham ô tài sản, bị cáo Phan Thanh Đăng và Nguyễn Kiều Hương 30 tháng tù giam, bị cáo Phạm Công Thủy 27 tháng tù giam vì tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan tổ chức doanh nghiệp. Trước đó, vào ngày 14 tháng 3 năm 2019, các bị cáo trên đã bị cơ quan công an bắt giam sau khi được AB Bank cung cấp thông tin bằng chứng xác minh về hành vi chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian làm việc tại AB Bank, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ tín nhiệm và thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý gây thiệt hại lớn cho AB Bank. Bị cáo Trần Đình Đạt đã lợi dụng chức vụ và nghiệp vụ quản lý kho quỹ của mình để tham ô chiếm đoạt của AB Bank số tiền hơn 74 tỷ đồng trong thời gian công tác. Xác định AB Bank là đơn vị có liên quan, chịu thiệt hại trực tiếp, tòa tuyên án bị cáo Trần Đình Đạt có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Tính đến nay, Đạt đã bồi thường được cho ngân hàng hơn 1 tỷ đồng. Theo AB Bank, vụ việc xảy ra hơn 2 năm trước, tuy đã có cơ sở là các quy định quy trình chặt chẽ được ban hành về quản lý kho quỹ, các đối tượng vẫn cố tình lợi dụng sự am hiểu về nghiệp vụ ngân hàng, lợi dụng lòng tin, sự tin tưởng của đồng nghiệp và sự thiếu trách nhiệm của một số đối tượng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Chính quyền đề nghị đi cùng hỗ trợ nhưng đoàn ca sĩ Thủy Tiên từ chối. Thưa quý vị, trong đợt lũ tháng 10 năm 2020, đoàn ca sĩ Thủy Tiên có về hỗ trợ cho người dân tại thôn Võ Xá, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, chính quyền địa phương không được báo trước về thời gian và địa điểm đoàn đến trong. Khi đến trao quà cho bà con, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên cũng không thông qua các cơ quan của huyện Gio Linh và xã Trung Sơn mà tự thuê thuyền máy đi trực tiếp hỗ trợ người dân. Theo ông Vũ Đức Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, ngày 18 tháng 10 năm 2020, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên có về hỗ trợ cho người dân vùng lũ ở thôn Võ Xá, xã Trung Sơn, nhưng đoàn không thông báo trước cho địa phương, cũng không kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Trung Sơn, nên chính quyền cũng không nắm được đoàn ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ cho bao nhiêu hộ dân, cũng như số tiền đã hỗ trợ cho bà con địa phương. Ông Quang cho biết, khi nghe tin đoàn ca sĩ Thủy Tiên đến địa phương trao quà, tôi và một số cán bộ dù đang bận việc cứu trợ bà con nhưng cũng có mặt và đề nghị lên thuyền hướng dẫn và hỗ trợ nhằm mục đích đưa đoàn đến với bà con cần giúp đỡ. Nhưng đoàn của ca sĩ Thủy Tiên từ chối không cho lên thuyền. Đoàn của ca sĩ Thủy Tiên thuê thuyền máy đi hỗ trợ người dân. Đoàn không cho chúng tôi quay phim chụp ảnh, do đó cán bộ địa phương chỉ đi vòng ngoài. Theo lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Sơn, những đoàn từ thiện khác đều thông qua xã nên địa phương mới nắm bắt được số lượng người dân và mức tiền được hỗ trợ. Riêng đoàn của ca sĩ Thủy Tiên không liên hệ với địa phương, đề nghị phối hợp nên không nắm được số lượng người dân được hỗ trợ. Ông Quang cho hay, sau khi đoàn của ca sĩ Thủy Tiên rời đi, cũng nảy sinh thông tin từ dư luận, đặc biệt những người dân địa phương không được nhận hỗ trợ cũng lên tiếng, dù bị ngập lụt như nhau. Có người trách cứ cán bộ thôn vì sao không đưa ca sĩ Thủy Tiên đến hộ gia đình họ đang ngập sâu. Về phía chính quyền địa phương cũng mong muốn đoàn của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ công bằng với toàn thể người dân, nhưng đoàn ca sĩ hỗ trợ không đồng đều. Qua tìm hiểu từ người dân, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ nhiều mức khác nhau, không có sự đồng nhất. Người ít nhất được hỗ trợ 500.000 đồng, người được 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng, người cao nhất được ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ 5 triệu đồng. Bà Trần Thị Lụa, 51 tuổi, trú tại thôn Võ Xá, xã Trung Sơn, cho biết, trong đợt lụt năm 2020, nước ngập sâu hơn 1 mét, nghe tin đoàn ca sĩ Thủy Tiên về hỗ trợ nên nhiều người dân ra đường đón. Đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đi thuyền máy để hỗ trợ người dân trong làng. Bà Lụa nói, chồng tôi được đoàn của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ 5 triệu đồng. Ngoài ra còn một số vật phẩm khác như bánh kẹo, mì tôm, sữa. Còn hộ ông Trần Văn Đá cùng thôn Võ Xá chỉ được hỗ trợ 1 triệu đồng, bà Trương Thị Huệ được hỗ trợ 2 triệu đồng.
khi đoàn của ca sĩ Thủy Tiên có mặt ở địa phương, bà Võ Thị Huyên sinh năm 1975, trú ở thôn Võ Xá, chứng kiến đoàn nữ ca sĩ hỗ trợ cho người dân trong xóm. Theo bà Huyên, rất nhiều người dân khi thấy đoàn của nữ ca sĩ đến hỗ trợ đều ra đón. Những hộ gia đình khó khăn đều được ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ. Bà Huyên và một số cá nhân thiện nguyện dẫn đoàn của nữ ca sĩ đi dọc đường liên thôn để hỗ trợ cho người dân. Theo bà Huyên, đoàn ca sĩ Thủy Tiên trao được cho một số người dân thì nói rằng hết tiền, lại gặp phải ngày nghỉ nên không rút được tiền, định quay đi. Bà Huyên khẳng định, vì muốn ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ thêm cho nhiều người dân khó khăn ở địa phương, nên tôi đề nghị cho Thủy Tiên mượn 200 triệu đồng đưa tận tay nữ ca sĩ. Sau đó đoàn của nữ ca sĩ Thủy Tiên tiếp tục đi sâu vào làng để hỗ trợ cho người dân. Ngày hôm sau, trợ lý của ca sĩ Thủy Tiên chuyển trả 200 triệu đồng vào tài khoản của tôi. Bà Huyên cho biết, bà đã xin ca sĩ Thủy Tiên 4 xuất quà cho 4 hộ khó khăn ở thôn Võ Xá, trong đó 3 hộ dân được nhận 3 triệu đồng và 1 hộ được nhận 2 triệu đồng. Vợ chồng ông Võ Đức Chánh, 82 tuổi và bà Trần Thị Hường may mắn được ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ 5 triệu đồng. Nhờ số tiền ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ cùng với số tiền dành dụm được nên tôi sửa sang được căn bếp, ông Chánh nói. Ông Dương Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh xác nhận, trong đợt mưa lũ tháng 10 năm 2020, đoàn ca sĩ Thủy Tiên có về hỗ trợ cho người dân thôn Võ Xá, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh. Ông Hạnh nói, nữ ca sĩ Thủy Tiên tự liên hệ và về trực tiếp hỗ trợ cho người dân, chứ không thông qua chính quyền huyện Gio Linh và xã Trung Sơn. Qua nắm bắt, ca sĩ Thủy Tiên có hỗ trợ cho người dân vùng lũ tại thôn Võ Xá khoảng 300 triệu đồng và một số hiện vật khác. Ngoài địa bàn xã Trung Sơn, không ghi nhận địa phương nào khác được đoàn từ thiện của nữ ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ. Như báo chí đưa tin, sau quá trình rà soát, tổng số tiền đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên trao cho người dân được ở hai huyện Hải Lăng và Triệu Phong xác nhận là hơn 29,23 tỷ đồng. Trong đó, số tiền hỗ trợ tại huyện Hải Lăng là hơn 26,5 tỷ đồng. Còn lại là huyện Triệu Phong, tổng số tiền mặt đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đã trao cho 891 hộ là 2,67 tỷ đồng. Ngoài ra, số tiền đoàn hỗ trợ thêm cho các hộ khó khăn và các hộ không có tên trong danh sách huyện không xác định chính xác được. Con số trên thấp hơn số liệu 33,4 tỷ đồng ở biên bản xác nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai mà đoàn của nữ ca sĩ đưa ra trước đó là gần 4,2 tỷ đồng. Về số lượng người được hỗ trợ qua giả soát là 18.700 người, ít hơn so với trước.